Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui vì lại được đồng hành cùng các em qua một tiết tập đọc để cùng tìm hiểu và khám phá thêm những điều mới mẻ nữa các em nhé. Giờ thì các em lấy sách giáo khoa ra, chuẩn bị đầy đủ tập vở, viết, thước kẻ, chọn nơi có đầy đủ ánh sáng, ngồi không quá gần tivi và tư thế ngồi ngay ngắn nhé. Trước khi vào tiết học, cô có một câu đố nho nhỏ cho các em như sau. Các em hãy lắng nghe và đón xem đây là tiếng hót của chim gì nhé. Tiếng hót nghe rất êm tai và gần gũi nữa đúng không các em? Các em đoán đúng rồi, đó chính là tiếng hót của chim chiền chiện đấy. Vậy đã bao giờ các em nhìn thấy chim chiền chiện chưa? Cô giới thiệu với các em, đây là hình ảnh chim chiền chiện. Chiền chiện là một loài chim nhỏ, dáng thấp như kỳ sĩ và chúng có bộ lông màu xám hay nâu xám và chúng thường sống gần các cánh đồng ở làng quê. Ngoài ra, có nhiều nơi gọi chiền chiện là sơn ca đấy các em. Đặc biệt hơn nữa, chúng còn được mệnh danh là ca sĩ trong thế giới loài chim. Còn đây là bức tranh vẽ một chú chim truyền chuyện đang tự do bay lượn, ca hát trên bầu trời. Vậy hình ảnh này tạo cho em cảm giác gì? Để tìm ra câu trả lời cho riêng mình, cô và các em sẽ cùng đến với bài tập đọc Con chim truyền chuyện của nhà thơ Huy Cận. Cùng lặp lại từ bài với cô nhé. Tập đọc con chim truyền chuyện. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng xác định mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay gồm có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, bước đầu biết đọc diễn cảm hai ba khổ thơ với giọng vui, hồn nhiên. Thứ hai, hiểu ý nghĩa bài thơ, hình ảnh con chim chiền chuyện tự do bay lượn trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình cho thấy sự ấm no, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu trong cuộc sống. Vậy để đạt được hai mục tiêu này, cô và các em sẽ lần lượt trải qua ba hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện đọc diễn cảm. Trước tiên cô và các em sẽ cùng tìm hiểu hoạt động 1, hoạt động luyện đọc. Các em ạ, à, chiên chuyện là một cánh chim của bầu trời xanh là cánh chim của đồng quê trang chứa tình yêu thương. Chúng tuy có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng những nhạc sĩ thôn quê này lại có tiếng hót trong sáng diệu kỳ, âm điệu hài hòa và quyến rũ lắm đấy. Bây giờ, cô mời các em mở sách giáo khoa ra, trang 148-149, lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Đồng thời, các em chú ý tìm cách chia đoạn cho bài nhé. Tập đọc Con chim chiền chuyện trích Con chim chiền chuyện bài vút vút cao lòng đầy yêu mến, khúc hát ngọt ngào, cảnh đập trời xanh, cao hoài, cao vợi, tiếng hót long lanh như cành sương chói. Chim ơi, chim nói, chuyện chi, chuyện chi, lòng vui bối rối, đời lên đến thì. Tiếng ngọc trồng veo, chim reo từng chuỗi, lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi. Chim bay, chim xà, lúa tròn bụng sữa, đồng quê trang chứa những lời chim ca bay cao cao vút chim biến mất rồi chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời huy cận theo các em bài đọc có bao nhiêu khổ thơ đúng rồi bài đọc có 6 khổ thơ đấy các em đây là khổ thơ thứ nhất các em lưu ý mỗi khổ thơ gồm có 4 dòng thơ và đây là khổ thơ thứ hai, khổ thơ thứ ba, khổ thơ thứ tư, khổ thơ thứ năm và khổ thơ thứ sáu. Vậy để thuận tiện cho các hoạt động sau, cô sẽ chia bài đọc ra thành 6 đoạn. Cụ thể như sau, mỗi khổ thơ là một đoạn. Vậy trong lúc lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô, các em có phát hiện ra những từ ngữ nào khó đọc không? Để giúp các em luyện đọc được tốt hơn, cô và các em cùng luyện đọc một số từ ngữ sau nhé. Trời xanh, sương chói, bối rối, chim xà, sữa, da trời. Theo các em, ở những từ ngữ này, khi đọc các em thường mắc lỗi ở những âm vần nào? Và đây là những âm vần khi đọc các em thường mắc lỗi. Cùng đọc lại to với cô nhé. Trời xanh, sương chói, bối rối, chim xà, sữa, da trời. Các em ạ, à, ngoài đọc đúng những từ ngữ khó, thì các em cần ngắt nghĩ đúng nhịp thơ nữa đấy. Cô ví dụ như hai khổ thơ sau, các em hãy lắng nghe cô đọc nhé con chim chiền chuyện bay vút vút cao lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào cánh đạp trời xanh cao hoài cao vợi tiếng hót long lanh như cành sương chói sau khi lắng nghe cô đọc các em có biết khi đọc hai khổ thơ này các em cần ngắt nghỉ nhịp thơ như thế nào không các em hãy đánh dấu vào sách giáo khoa của mình và đọc lại xem có hợp lý chưa nhé Giờ cùng kiểm tra với phương án của cô nào. Ở khổ thơ thứ nhất, cô sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy, sau tiếng lòng, sau tiếng hát và ngừng hơi sau dấu chấm. Ở khổ thơ thứ hai, cô sẽ ngắt hơi sau tiếng cánh, sau dấu phẩy, sau tiếng hót, sau tiếng như và ngừng hơi sau dấu chấm. Bây giờ các em cùng đọc lại với cô nhé. Con chim chuyền chuyện, bài vút vút cao, lòng đầy yêu mến, khúc hát ngọt ngào, cánh đập trời xanh, cao hoài, cao vợi, tiếng hót long lanh như cành sương chói. Cô tin rằng các em đã đọc tốt rồi. Nếu em nào đọc chưa tốt, các em cố gắng luyện đọc nhiều hơn nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc một số từ ngữ khó cũng như là ngắt nghỉ nhịp thơ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc lại cả bài nhé. Và hãy lưu ý những gì cô đã hướng dẫn. Tập đọc Con chim chiền chuyện trích Con chim chiền chuyện bài vút vút cao Lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào Cảnh đập trời xanh cao hoài cao vợi Tiếng hót long lanh như cành sương chói Chim ơi chim nói chuyện chi chuyện chi lòng vui bối rối đời lên đến thì tiếng ngọc trong veo chim reo từng chuỗi lòng chim vui nhiều hót không biết mỏi chim bay chim sà lúa tròn bụng sữa đồng quê trang chứa những lời chim ca bay cao cao vút chim biến mất rồi chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời huy cận Vậy để chuẩn bị tốt cho các hoạt động sau, cô và các em cùng giải nghĩa một số từ ngữ sau nhé. Trong bài, cao hoài có nghĩa là cao mãi không thôi. Cao vời là cao đến mức tầm mắt khó thấy. Chuỗi có nghĩa là các sự vật, sự việc đồng loạt kế tiếp nhau. Thì, thì trong bài có nghĩa là thời điểm thuận lợi nhất để phát triển, thời điểm phát triển mạnh. Còn đây là hình ảnh lúa tròn bụng sữa. Vậy, lúa tròn bụng sữa có nghĩa là những hạt lúa non bên trong chứa chất bột đang hình thành dạng lỏng như sữa. Ngoài ra, trong bài còn có từ xa. Xa có nghĩa là bài thấp hẳn hướng đến một vị trí nào đó phía dưới. Đây là hình ảnh một chú chim đang xà xuống bên cạnh một bông hoa ở ven đường. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng đến với hoạt động 2, hoạt động tìm hiểu bài. Ở hoạt động này, các em sẽ đọc và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, sau đó rút ra nội dung bài. Sau khi trả lời đúng các câu hỏi trong sách giáo khoa là phần nào các em đã hình dung được vẻ đẹp chân phương mộc mạc của làng quê Việt Nam cùng với tiếng hót của chim chiền chiện chàng nhạc sĩ thông quê rồi đấy vậy để trả lời tốt các câu hỏi trong sách giáo khoa cô và các em sẽ cùng đọc lại cái bài nhé tập đọc con chim chiền chiện trích con chim chiền chiện bài vút vút cao lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào cảnh đập trời xanh cao hoài cao vợi tiếng hót long lanh như cành sương chói chim ơi chim nói chuyện chi chuyện chi lòng vui bối rối đời lên đến thì tiếng ngọc trong veo chim reo từng chuỗi lòng chim vui nhiều hót không biết mỏi chim bay chim xà lúa tròn bụng sữa đồng quê trang chứa những lời chim ca bay cao cao vút chim biến mất rồi chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời huy cận Trước khi trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, các em cùng nhìn lại bức tranh khắc họa hình ảnh chú chim chiền chiện đang tung bay tự do, ca hát trên bầu trời cao rộng. Dưới tầm cánh của chú là một mùa vàng bội thu, cho thấy cuộc sống ở nơi đó thật là ấm no và yên vui. Còn bây giờ thì cô và các em sẽ đến với câu hỏi số 1. Câu 1. Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào? Sau khi đọc lại bài, chắc chắn các em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Và đáp án đó là chim bay lượn trên cánh đồng lúa giữa một không gian rất cao, rất rộng. Vậy hình ảnh chim chiền chuyện bay lượn giữa khung cảnh cao rộng của đất trời như vậy được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào? Cô và các em sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu 2 những hình ảnh và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim truyền chuyện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng các em có thể kết hợp quan sát tranh trên màn hình những từ ngữ và chi tiết đó là những từ ngữ và hình ảnh bay vút, vút cao, cao hoài, cao vợi, chim bay, chim xa, lúa tròn bụng sữa. Chim bay lượng rất tự do, lúc xa xuống cánh đồng, chim bay, chim xa, lúc vút lên cao. Hình ảnh cánh đập trời xanh, chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời. Vì bay lượng tự do nên lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi. Qua những chi tiết này, ta thấy được chim chiền chiện càng bay cao thì tiếng hót càng trong veo và vang xa đấy các em. Bây giờ, cô và các em sẽ đến với câu số 3. Câu 3. Hãy tìm những câu thơ nói lên tiếng hót của chim chiền chiện. Các em hãy đọc lướt qua cả bài, sau đó dùng viết chì gạch chân những câu thơ nào nói lên tiếng hót của chim chiền chiện nhé. Và đây là những câu thơ nói lên tiếng hót của chim truyền chuyện. Ở khổ thơ thứ nhất, bà có câu thơ Khúc hát ngọt ngào. Ở khổ thơ thứ hai, tiếng hót long lanh như cành sương chói. Hình ảnh giọt sương long lanh động dưới phiến lá. Vào buổi sớm, khi ánh mặt trời chiếu vào, làm cho giọt sương trở nên trong trẻo và chói chang hơn trong bài tiếng hót của chim chiền chuyện cũng ngọt ngào trong veo và chói chang như những giọt xương đấy các em tiếp theo ở khổ thơ thứ ba ta tìm được câu chim ơi chim nói chuyện chi chuyện chi và khổ thơ thứ tư tiếng ngọc trong veo chim reo từng chuỗi ý muốn nói tiếng hót của chim giống như những lời tâm tình có lúc tiếng hót của chim lại giống như tiếng ngọc tiếng hót kéo dài từng chuỗi như là chuỗi ngọc đây cũng là hình ảnh so sánh đẹp đấy các em tiếp theo ở khổ thơ thứ năm ta có câu đồng quê trang chứa những lời chim ca và khổ thơ thứ sáu chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời cô có lời khen với em nào có đáp án giống cô nhé thông qua những câu thơ này bà thấy được tiếng hót của chim truyền chuyện rất là ngọt ngào, trồng veo, dạt dao cảm xúc và đi sâu vào lòng người đấy các em. Tiếp theo cô và các em sẽ đến với câu số 4. Câu 4, tiếng hót của chim chiền chiện gợi ra cho ta những cảm giác nào? Có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ có những cảm giác khác nhau về tiếng hót của chim chiền chiện. Nhưng cô tin chắc rằng em nào cũng sẽ cảm nhận được tiếng hót của chim chuyền chuyện gợi cảm giác về một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, một vùng quê trù phú yên bình và thấy được cuộc sống rất tự do, hạnh phúc và làm cho ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Tiếp theo cô và các em sẽ đến với câu số 5. Câu 5 qua bức tranh bằng thơ của nhà thơ Huy Cận, em hình dung điều gì? chắc chắn các em đã có câu trả lời cho mình rồi và đáp án đó là qua bức tranh bằng thơ em thấy một chú chim chiên chuyện rất đáng yêu chú bay lượn trên bầu trời hòa bình rất tự do dưới tầm cánh của chú là cánh đồng phì nhiêu là cuộc sống ngấm no của con người vậy qua việc tìm hiểu các câu hỏi trên các em có biết bài thơ cho biết điều gì Các em ạ, à, hình ảnh con chim chiền chuyện bay lượn trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình cho thấy sự gấm no, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu trong cuộc sống và đó cũng chính là nội dung của bài. Các em hãy mở vở của mình ra và ghi nội dung vào vở nhé. Còn bây giờ cùng đọc to lại với cô nhé. Nội dung hình ảnh con chim chuyền chuyện bay lượn trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình cho thấy sự ấm no, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu trong cuộc sống. Vừa rồi cô và các em đã cùng tìm hiểu bài. Bây giờ cô và các em sẽ đến với hoạt động 3, hoạt động luyện đọc diễn cảm. Trước khi luyện đọc diễn cảm, cô có lưu ý dành cho các em như sau: Lưu ý, toàn bài đọc với giọng hồn nhiên, vui tươi, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả tiếng hót của chim trên bầu trời cao rộng. Ngọt ngào, cao hoài, cao vợi, lòng lành, sương chói, trang chứa. Vậy từ lưu ý trên, cô và các em sẽ chọn 3 khổ thơ đầu để luyện đọc diễn cảm nhé. Theo các em, ở ba khổ thơ này, khi đọc, các em cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Các em hãy dùng viết chi gạch chân những từ ngữ đó vào sách giáo khoa của mình nhé. Còn đây là phương án gợi ý của cô. Các em có thể đọc những dòng ở những từ ngữ cô đã chuyển sang màu vàng nhé. Bây giờ hãy lắng nghe cô đọc nào con chim chiền chiện bay vút vút cao lòng đầy yêu mến khúc hát ngọt ngào cánh đập trời xanh cao hoài cao vợi tiếng hót long lanh như cành sương chói chim ơi chim nói chuyện chi chuyện chi lòng vui bối rối đời lên đến thì vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện đọc diễn cảm bà khổ thơ đầu sau tiết học này các em hãy luyện đọc nhiều lần để tìm ra giọng đọc hay cho mình nhé. Ngoài ra, các em có thể chọn thêm những khổ thơ khác để luyện đọc diễn cảm nữa đấy. Các em ạ, à, nhà thơ Huy Cận quả là nhà thơ của tiếng chim, là nhà thơ của bầu trời xanh, của đồng quê thương mến, phải là một người vô cùng yêu thương và gắn bó với quê hương tha thiết thì tác giả mới có thể vẽ lên một bức tranh thiên nhiên một cách chi tiết sống động đến như vậy. Những loài chim mang lại cho chúng ta vẻ đẹp và tình yêu cuộc sống. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ các loài chim, không được bắt chim, bắn chim, các em nhé. Bằng những lời nói hay, những việc làm tốt là các em đã tô đẹp thêm cho đời, cho cuộc sống này rồi đấy. Cũng giống như thanh năm ngọt ngào của chuyện chuyện làm say mê lòng người, động lại trong tâm hồn của mỗi chúng ta, các em nhé. Còn giờ thì nhiệm vụ học tập của các em ở nhà luyện đọc lại bài còn chim truyền chuyện học thuộc nội dung bài học thuộc bài thơ chuẩn bị trước bài tập đọc tiếp theo tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô chào các em chúc các em mạnh khỏe chăm ngoan và học thật tốt